Đàn này chất lông quá là đẹp luôn. Lông sát tịt nha mọi người nhé. Cho mọi người xem này. Đen bóng luôn nhá. Quá là đẹp luôn. Đàn này 65 ngày tuổi, em xuất sớm để nghỉ Tết nha mọi người nhé. Mà lông lá đẹp lắm, bọn này mà nuôi lên tầm 3 tháng tuổi ấy mọi người. Thì lúc đấy thì nó bắt đầu nó thay lông, nó bắt đầu lên khung gọng nhìn đẹp dã man luôn. Đen tuyền bóng mượt luôn. Con tai ke này, dựng này. Đấy, con này con đực này, đẹp luôn. Này, con này cũng vừa phát vởn lên tai ke này. Rất là nhiều luôn, lên tai ke. Cả này lên phần trăm phần trăm. 100% tai ke cả đàn. Sủa rồi, nghe tiếng động là sủa. À, bé đực này. Đấy. Mình cắn một mình đây này. Đúng chưa? Ồ.